người Nga bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc đến món quà đặc biệt mà người Việt Nam đã dành tặng cho Tổng thống Putin. Các bạn thân mến, ngày 20 tháng 6, sau cuộc gặp của Tổng thống Putin với lãnh đạo hội nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga ở nhà hát lớn, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng Tổng thống Nga Putin một món quà đầy ý nghĩa. Món quà dành tặng cho người đứng đầu Điện Kremlin là tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tên Nước Nga Vĩ Đại. Tác phẩm được chạm khắc từ cây bạch dương như câu nói xanh nhưng không phải là cỏ, trắng nhưng không phải là tuyết. Đó là cây bạch dương, loài cây mang trong mình sức sống mãnh liệt với vẻ đẹp độc đáo, đại diện cho tinh thần bất khuất và sự kiên cường của dân tộc Nga. Tác phẩm nổi bật với hình ảnh một con ngựa đang hí, oai phong dưới tán rừng bạch dương, loài cây biểu tượng của nước Nga. Hình ảnh con ngựa thể hiện sức mạnh, lòng kiên định và tinh thần tự do, đồng thời tượng trưng cho sự cao quý và lòng trung thành. Với hình ảnh ẩn dụ đó, tác phẩm này bừng lên sức mạnh và khát vọng của dân tộc Nga. Tuy nhiên, tác phẩm này không chỉ đơn thuần là một cảnh sắc thiên nhiên, điều đặc biệt là khi ánh sáng chiếu rọi vào tác phẩm, bóng của góc rừng bạch dương hòa quyện với nhau, tạo nên hình ảnh ông Putin hồi còn trẻ, khi còn là một chàng trai thanh niên ấp ủ khát vọng xây dựng một nước Nga vĩ đại. Một hiện tượng vô cùng độc đáo và thú vị trên tác phẩm khi có sự xoay chuyển cây bạch dương với ánh sáng chiếu đúng góc độ, từ hình ảnh chàng trai năm ấy dần hiện lên chân dung vị tổng thống vĩ đại của nước Nga, người đã dành cả cuộc đời để ươm mầm tài năng, xây dựng và phát triển nước Nga hùng cường trên trường quốc tế. Tác phẩm điêu khắc ánh sáng nước Nga vĩ đại chính là biểu tượng sống động của tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Nga. Như hình với bóng, hai dân tộc đã luôn gắn bó, cùng xây dựng và phát triển. Món quà là lời nhắc nhở về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, là Liên bang Nga ngày nay, luôn không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố và vun đắp. Món quà tinh thần này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của Việt Nam dành cho những người bạn Liên Xô trong quá khứ, mà còn thể hiện khát vọng, mong muốn tiếp tục hợp tác và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với Liên bang Nga ngày nay. Đây cũng là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và tinh thần bền vững giữa Việt Nam và Nga. Chia sẻ về cảm hứng tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng đặc sắc này, nghệ nhân Bùi Văn Tự cho biết: "Từ khi còn nhỏ, dù chưa từng đặt chân đến đất nước Nga, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lãng mạn của nền văn học và âm nhạc Nga. Những giai điệu trữ tình và những câu chuyện cổ tích ấy đã khơi dậy trong tôi niềm say mê sâu sắc, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự ra đời của tác phẩm điêu khắc ánh sáng đặc biệt này." Món quà đặc biệt này đã được báo Sputnik Nga đăng tải với nội dung: "Sputnik truyền cảm hứng cho nghệ sĩ Việt tặng quà ông Putin." Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Nga được tặng một tác phẩm điêu khắc mà ở góc độ và ánh sáng nhất định sẽ biến thành chân dung của ông. Tác phẩm điêu khắc ánh sáng nước Nga vĩ đại là dựa trên ý tưởng chung với Sputnik Việt Nam. Tác giả Bùi Văn Tự đã thừa nhận với phóng viên của chúng tôi. Ngoài ra, có một cô gái xinh đẹp người Nga tên là Elena đang sống ở Việt Nam đã đăng tải một video lên mạng xã hội bày tỏ sự ấn tượng của mình với món quà đặc biệt của lãnh đạo Việt Nam dành cho ông Putin. Trong video, cô gái người Nga chia sẻ: "Vì tôi là người Nga nên tất nhiên tôi đã đọc nhiều bài báo trên Internet về chuyến thăm của ông ấy. Tôi nghe nói nhiều người Việt Nam yêu mến Tổng thống Nga, nhiều người dân Việt Nam vui mừng về chuyến thăm Việt Nam của ông. Tôi cũng được biết năm nay Việt Nam và Nga kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản của tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một tin tuyệt vời. Tôi nghe nói ông Putin đã nhận được một món quà rất tuyệt vời từ Việt Nam. Đó là một tác phẩm điêu khắc ánh sáng và được gọi là Nước Nga Vĩ Đại. Bạn có thể thấy bức chân dung của Tổng thống Nga. Tôi sẽ cho bạn thấy trong video này." Sau đó cô gái trích dẫn video quay lại màn ánh sáng vô cùng tinh tế này. Mỗi một góc độ khác nhau lại tạo lên một hình ảnh khác khiến người dân cả hai nước Nga Việt không khỏi tự hào. Không chỉ ấn tượng với bức tranh này, mà video Tổng thống Putin gặp gỡ và trao đổi với các cựu sinh viên du học Nga cũng khiến người Nga không khỏi cảm động. Các cựu sinh viên đã dùng tiếng Nga trôi chảy để giao tiếp với Tổng thống Putin về các vấn đề về giáo dục, y học, khoa học và chính trị. Điều này không chỉ khiến người Nga bất ngờ về trình độ tiếng Nga của các cựu sinh viên Việt Nam, mà còn khiến họ cảm nhận được sự trân trọng sâu sắc mà Việt Nam dành cho vị Tổng thống nước Nga. Dùng tiếng Nga để giao tiếp văn hóa là một sự tôn trọng trong ngoại giao. Rất nhiều người Nga đã để lại bình luận ấn tượng về con người Việt Nam như sau. "Việt Nam rất đẹp, họ đã theo đuổi chính sách chủ quyền trong nhiều năm và không để mình bị xô đẩy, không giống như các nước châu Âu. Tôi tôn trọng Việt Nam." Hướng tới sự thật lịch sử, chưa có ai đánh bại được Việt Nam. Việt Nam thường xuyên có chiến tranh với các nước láng giềng, với Nhật, với Mỹ. Không một kẻ săn mồi nào đã giết chết được Việt Nam. Đây là một ví dụ cho mọi người trên hành tinh.
chính sách đa phương của Việt Nam sẽ không đảm bảo an ninh cho người dân Việt Nam trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới. Điều này cần phải được suy nghĩ ngay từ bây giờ, trước khi nó bắt đầu. Lựa chọn đồng minh cho tương lai của đất nước là rất quan trọng. Hy vọng rằng ban lãnh đạo chính trị của Việt Nam có đủ sự khôn ngoan và kinh nghiệm lịch sử để xác định với ai họ sẽ bảo vệ chủ quyền và tự do của mình. Những giá trị đã được giành lại với cái giá rất đắt bằng hàng ngàn sinh mạng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đế quốc chống Mỹ. Điều đáng tiếc duy nhất là bản thân Nga không phải là Liên Xô, mà hiện tại là một nước tư bản chủ nghĩa. Sau khi tư nhân hóa đã mất đi mọi thành quả xã hội của Tổ tiên, nhưng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã không phản bội tư tưởng bình đẳng xã hội. Hãy vinh danh và khen ngợi họ. Liên bang Nga là nước tư bản, còn Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa. Tình bạn đối với chúng ta rất có thể là công lao của Liên Xô, một nước đã có chủ nghĩa xã hội. Có lẽ trong phòng này còn có những sinh viên cũ của tôi từ Việt Nam, những người bắt đầu học tiếng Nga tại thành phố Tver, tại trường Đại học Kỹ thuật Tver, trên khoa sơ cấp. Đó là những sinh viên chăm chỉ, tốt bụng, lễ phép, yêu thích Nga. Tôi giữ lại những kỷ niệm ấm áp nhất từ việc giao tiếp với những chàng trai và cô gái tuyệt vời này. Trong thời kỳ Liên Xô, tôi đã dạy tiếng Nga cho 11 sinh viên từ Việt Nam. Khi đó tôi là sinh viên năm 4 trường khoa học xã hội. Đó là một mùa thực tập khó quên nhất. 11 sinh viên Việt Nam đã trải qua chiến tranh, đến với chúng tôi từ Kazakhstan. Nhà nước chu cấp cho họ để học các ngành nghề lao động. Tất nhiên, tôi đã dạy cho họ từ tiếng Nga căn bản. Họ là một dân tộc rất lịch sự, lễ phép. Các em còn gọi tôi là giáo viên trẻ, nhưng luôn có sự tôn trọng và thực hiện tốt các quy định của quốc gia. Thật tuyệt vời, những con người lịch sự của Việt Nam. Đây là người bạn nên mời. Tại sao chúng ta cần những con người quên đi tổ tiên? Đây mới là người bạn cần làm việc cùng. Đây là những người bạn cần mời Việt Nam và Triều Tiên. Chúng ta cần thân thiết với người Việt Nam. Họ là những người tốt bụng và khiêm tốn. Những người kỳ diệu có mối liên hệ với Liên Xô. Đây mới là những con người nên được mời sang Nga. Chỉ có điều mọi người quên rằng Trung Quốc và Việt Nam tuy vẫn chưa thân thiện với nhau. Nhưng khi chúng tôi muốn dằn mặt Trung Quốc, Việt Nam trả lời rằng các bạn là bạn, còn họ là anh cả của chúng tôi. Vì vậy, Nga cần phải khéo léo giữa họ, giữa rồng và hổ. Người dân Việt Nam là những người kiêu hãnh nhất, dũng cảm nhất, tốt bụng nhất trên trái đất. Họ đã đánh bại được cả người Pháp và người Mỹ trong cuộc chiến lâu dài. Tôi không quỳ gối trước bất kỳ ai, không phải Trung Quốc, không phải Liên Xô, không phải Nga. Sự tôn trọng sâu sắc nhất của tôi đối với những người này. Dù bạn nói gì đi nữa, ông Putin vẫn biết cách quyến rũ mọi người. Không khí tuyệt vời trong hội trường, mọi người đều thoải mái và thân thiện. Gửi tới nhân dân Việt Nam lời chào nồng nhiệt, thân thiện và lời chúc tốt đẹp nhất từ nhân dân Nga. Hãy để tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng bền chặt. Không giống như một số tổng thống, ông Putin biết cách giao tiếp với mọi người, dù theo hướng nào, bằng sự thấu hiểu và tôn trọng. Một nhà lãnh đạo thực thụ và là một người quyến rũ. Người Việt nhớ và yêu tiếng Nga, nhưng người Ukraine lại cố quên tiếng Nga mẹ đẻ của mình. Thật là một nghịch lý. Người Việt Nam là những con người tuyệt vời và dũng cảm nhất. Họ đã ngăn chặn và đánh đuổi kẻ xâm lược hùng mạnh là Hoa Kỳ ra khỏi vùng đất của họ. Người Việt từng sống ở thành phố của chúng tôi, bây giờ còn lại rất ít. Họ không phạm tội, họ không áp đặt đức tin của mình, họ luôn nói xin chào và thân thiện. Người Việt Nam là một dân tộc rất tốt. Tôi đã hai lần đến đây để nghỉ dưỡng và đã yêu đất nước cũng như con người ở đây. Họ nhớ tất cả những điều tốt đẹp đã gắn kết họ trong thời kỳ Liên Xô và bây giờ họ nói rằng họ không kém phần yêu mến và trân trọng các mối quan hệ với các nước cộng sản. Du lịch ở Việt Nam rất phát triển. Thật vui khi thấy người dân Việt Nam có quan hệ tốt đẹp, thân thiện với chúng tôi và Tổng thống Nga của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ghi nhớ lòng tốt của người Nga chúng tôi. Thật là những con người tốt bụng và giản dị, tôi rất vui mừng với họ. Tôi chúc hòa bình, thịnh vượng, tình hữu nghị bền chặt giữa Nga và Việt Nam. Tôi thực sự muốn đến Việt Nam, ngắm nhìn đất nước này và giao tiếp với những người tốt như vậy. Tôi tôn trọng sâu sắc nhất người Việt Nam. Họ là những người tốt bụng, hiếu khách, chăm chỉ. Tôi biết rất nhiều người mang quốc tịch Việt Nam cùng làm việc tại một doanh nghiệp và sống cạnh nhà tôi. Trên đây là những ý kiến của dân mạng Nga. Các bạn thấy như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.